Những bức tranh tường, trụ điện nở hoa sinh động hay tuyến đường hoa chính là thành quả của tuổi trẻ huyện Đắc Hà trong phong trào góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó không chỉ làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm mà còn tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tại các ngã ba, ngã tư, nơi công cộng trên địa bàn huyện Đắc Hà, nhiều bức tường cũ kỹ nay được các bạn đoàn viên thanh niên vẽ lên những bức tranh sinh động với chủ đề như tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, an toàn giao thông, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động này của đoàn thanh niên được người dân có đam mê nghệ thuật hưởng ứng với ý tưởng trang trí cho cả một con ngõ. Điểm nhấn ở đây là các bức tranh phong cảnh làng quê Việt Nam yên bình. Các tác phẩm đều được tạo ra bởi bàn tay sáng tạo khéo léo của các bạn trẻ. Tham gia hoạt động đoàn tôi cảm thấy có ý nghĩa, khí thế và thiết thực, làm cho tôi trưởng thành hơn và góp phần cho khu phố tươi sạch và đẹp. Tôi cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa nhất. Cùng với công trình tranh tường, huyện đoàn Đắc Hà còn triển khai mô hình trụ điện nở hoa, nhất là tại khu vực trường học. Tại đây, các trụ điện được tháo gỡ hết các quảng cáo, sao vặt và trang trí bằng những bông hoa hướng dương rực rỡ. Đồng thời, đoàn viên thanh niên còn trồng nhiều tuyến đường hoa, cây xanh. Riêng mùa hè năm 2021, tuổi trẻ huyện Đắc Hà hoàn thành 50 mét tranh tường, 3 km đường hoa. Các công trình được triển khai hiệu quả là nhờ sự vào cuộc của 100% cơ sở đoàn trên địa bàn. Khi mà hoạt động của huyện đoàn phát động về trung tâm y tế á, thì chúng tôi cũng ban chấp hành chi đoàn họp lại và triển khai rộng rãi đến đoàn viên thanh niên trong chi đoàn để mà vận động các đoàn viên cùng tham gia. Ví dụ như thứ bảy tình nguyện làm cỏ tại công trình đây, rồi dọn dẹp vệ sinh. Đoàn viên tham gia rất là nhiệt tình. Các mô hình ý nghĩa của đoàn viên thanh niên đã góp phần làm đẹp thêm không gian sống cho cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về công tác giữ gìn bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó hứa hẹn sẽ mang lại địa điểm hấp dẫn, thú vị cho mọi người tham quan. Cả ngã ba này là khu vực cái này là thành một trung tâm của thôn, nó khang trang, nó đẹp ra. Đấy. Rất cảm ơn sự quan tâm của huyện đoàn. Đi qua đi về đây là nhìn thấy cái quảng cáo thế này về vườn hoa, chỗ vui chơi của các cháu là dân ở đây rất phấn khởi. Huyện đoàn Đắc Hà hiện có hơn 4.200 đoàn viên thanh niên. Thời gian qua, ngoài chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ của huyện còn đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Sự tin tưởng, ủng hộ của người dân sẽ là động lực để đoàn viên thanh niên tiếp tục gìn giữ, bảo quản và xây dựng thêm các công trình ý nghĩa. Đến nay thì trong chiến dịch hè thì các công trình đã hoàn thành 100% tiến độ, và trong thời gian tới thì ban thường vụ huyện đoàn sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng 11 công trình thanh niên để chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thì mục tiêu sắp tới thì ban thường vụ huyện đoàn sẽ thực hiện khoảng 100 mét tranh tường, đến nay là đã đạt được là hơn 50% cái khối lượng. Bằng sự sáng tạo, tâm huyết, huyện đoàn Đắc Hà đã và đang góp sức đưa huyện Đắc Hà sớm về đích nông thôn mới. Đây cũng là các mô hình, cách làm hay để các tổ chức cơ sở đoàn học hỏi, phát huy. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ diễn biến bất thường. Nhằm chủ động xử lý nhanh, kịp thời các sự cố điện có thể xảy ra, Điện lực Ngọc Hồi đã và đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo lưới điện an toàn ổn định để phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Với đặc thù, đường dây điện đi qua nhiều khu vực rừng già, đồi núi hiểm trở, địa hình dễ bị chia cắt mỗi khi có mưa lũ, gây khó khăn trong công tác quản lý và vận hành hệ thống điện. Do đó, để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão, Điện lực Ngọc Hồi đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện và các trạm biến áp định kỳ hàng tháng, đồng thời tăng cường kiểm tra, nâng cao độ võng, chủ động khắc phục các sự cố điện, chặt tỉa, phát quang cây xanh dọc hành lang lưới điện, đảm bảo khoảng cách an toàn cho đường dây. Hiện nghiêm các công tác mà kiểm tra định kỳ hàng tháng, điều đặn
Và sau khi cái bão vô rồi thì chúng ta cũng tổ chức tiếp đi kiểm tra lại, rà soát lại những điểm xung yếu có nghiêng ngã hay là đường dây, vượt đường, đồ võng rồi nó không đảm bảo an toàn thì chúng ta để lập phương án để tiếp tục xử lý. Để tránh bị động trong xử lý các sự cố về điện trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, Điện lực Ngọc Hồi đã xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng, tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ cứu nạn cho nhân viên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, thực hiện đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, đường dây hạ áp, thông báo, phát tờ rơi, hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện gia đình, phòng tránh sự cố điện trong mùa mưa bão. Gia đình chúng tôi là cũng sử dụng điện cho sinh hoạt gia đình, cũng như là máy xay sát của gia đình đây. Thế cũng được anh em bên Điện lực Ngọc Hồi, nhân viên Điện lực Ngọc Hồi cũng tuyên truyền về an toàn điện, như là sử dụng điện. Thì về an toàn điện ấy, thì anh em cũng đến hướng dẫn cho gia đình là cái vấn đề sử dụng điện như đấu nối làm sao nó phù hợp mà đúng với khả năng của gia đình. Mùa mưa bão thì chúng tôi đã được hướng dẫn là đóng các cái thiết bị không cần thiết. Thế sau khi mà không có ảnh hưởng gì nữa thì chúng ta lại tiếp tục dùng các thiết bị của gia đình mình bình thường. Và đặc biệt là những đồ mưa bão này ta tránh thiết bị mà bị dính mưa. Dính mưa là ảnh hưởng chập điện. Rất tốt. Hiện tại, Điện lực Ngọc Hồi đang quản lý và vận hành hơn 155 km đường dây trung áp, hơn 168 km đường dây hạ áp và hơn 210 trạm biến áp phụ tải, đảm bảo cấp điện ổn định cho hơn 17.000 khách hàng trên địa bàn và một phần khu vực Phu Cưa, tỉnh Atapu của nước bạn Lào. Để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, từ đầu năm đến nay, Điện lực Ngọc Hồi đã triển khai cải tạo và xây dựng mới 16 hạng mục đường dây và trạm biến áp với tổng kinh phí hơn 13,5 tỷ đồng. Thực hiện 3 công trình sửa chữa lớn và 13 công trình sửa chữa thường xuyên với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Chúng tôi đã xây dựng nhiều cái phương án để mà thực hiện cho rất là cụ thể để mà triển khai phòng chống lụt bão khi mà bão đến. Còn về cái công tác mà để mà nâng cao cái lưới điện đảm bảo vận hành an toàn thì chúng tôi trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đầu tư rất là nhiều. Đến giờ phút này thì cái lưới điện của Điện lực Ngọc Hồi sẽ là đảm bảo cái việc cung cấp điện cho hơn 17.000 khách hàng trên địa bàn. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả phương tiện và nhân lực của Điện lực huyện Ngọc Hồi, hy vọng rằng mùa mưa bão năm nay sẽ giảm thiểu tối đa các sự cố về điện lưới, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân.